Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Những năm gần đây, ngành điều Việt Nam tập trung đẩy mạnh các hoạt động chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị của hạt điều. Việc làm này không chỉ giải cứu hạt điều Việt Nam khỏi tình trạng được mùa mất giá mà còn giúp gia tăng thu nhập cho người dân, ghi nhận tại buổi hội thảo được tổ chức mới đây. Sự kiện đã thu hút đông đảo người tiêu dùng tới tham quan và trải nghiệm các sản phẩm sữa được chế biến hoàn toàn từ hạt điều Việt Nam. Từ đây có thể thấy vai trò quan trọng của chế biến sâu trong việc nâng cao chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản thế mạnh như hạt điều, cà phê, hồ tiêu. Hoạt động này không những góp phần đa dạng hóa nguồn hàng tiêu dùng trong nước, mà còn là lời giải cho bài toán tồn đọng, ùn ứ nông sản đang diễn ra tại các cửa khẩu hiện nay. Tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú từ hạt điều Bình Phước, kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu, tập đoàn Vinapro đã mang tới thị trường tiêu dùng dòng sản phẩm sữa nhân điều Richer Milk. Với tỷ lệ dịch điều lên tới 94%, đây là dòng sữa hạt giàu dinh dưỡng và mang hương vị nguyên bản của hạt điều Việt Nam. Công ty chúng tôi định hướng đó là chúng tôi sử dụng cái nguyên liệu chính là nguyên liệu điều của Việt Nam và cụ thể là tỉnh Bình Phước. Và đặc biệt là chúng tôi chọn lựa những các cái nguyên liệu có chất lượng cao để làm sao mà tạo ra được những các cái hương vị thơm ngon nhất và giữ được cái chất lượng cao nhất. Chúng tôi sản xuất trong một quy trình khép kín, vô trùng hoàn toàn và sử dụng công nghệ của tập đoàn Tetra Pak đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP để làm sao đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Sự kiện này cũng cho thấy hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm điều chế biến sâu, điều thành phẩm để bán lẻ trực tiếp là hướng đi lâu dài và bền vững của ngành điều Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận gần hơn tới người tiêu dùng thông qua các thương hiệu nông sản giá trị cao của chính người Việt.